ติ๊วติ๊วติ๊วติ๊วติ๊วติ๊วติ๊วแหวนปัก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 các bạn ơi, ở đây sao nhiều đồ chơi thế này, này, một em xe tăng này các bạn ơi, một em xe tăng biến hình này các bạn ơi, đây là một em siêu nhân nhé các bạn nhé, đấy, biến hình thành xe tăng luôn, đấy, thành một em xe tăng này, đấy, biến hình nhá, bắn súng ạ, băng chiu rồi, ta là siêu nhân đây, cho em siêu nhân vào đây nhá, rồi tiếp tục nào các bạn ơi, cái gì đây, bẩn quá các bạn ơi, một khẩu súng này, một khẩu súng đồ chơi nhá, phai gun, phai khăn tỏi, một em khẩu súng đồ chơi cho vào đây, tiếp tục nha các bạn ơi, đây có một em xe tăng to nữa này, em xe tăng này lội được dưới nước luôn, lội dưới nước luôn các bạn ơi. Đấy. Một em xe tăng rất là xịn sò các bạn ơi. Đấy. Lấy một em xe tăng Mỹ nhá, Victory Army. Rồi. Mình tiếp tục nào. Đây là cái gì đấy các bạn ơi? Này. Một em cá sấu à? Trời ơi. Tắm nhanh nhá. Một em cá sấu các bạn ơi. Đấy, mồm của em ở đây. Em cá sấu này ác lắm này. Cho em cá sấu vào giỏ nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi, nhiều đồ chơi quá. Đây nữa này, cái gì đây? Một em. Em này là em Spider-Man. Một em siêu nhân rơi. Rồi, cho em vào đây. Tiếp tục nha các bạn ơi. Đây này. Gì đây? Một em xe trộn bê tông các bạn ơi. Bẩn lắm. Tắm cho em đi. Đấy, sạch luôn các bạn ạ. Chắc mixer màu đỏ nha. Chắc mixer red. Ok. Come on. Cái gì đây? Các bạn biết cái gì đây không? Một khẩu súng đồ chơi có siêu nhân nhện này. Cho vào đây. Tiếp tục đi các bạn ơi. Nhiều đồ chơi dưới nước lắm này. Ai vứt ở đây này? Cái này trước đi. Cái gì đây? Đấy. Các bạn ơi, một em xe tải đưa thư China Post. Chắc Post. Một em xe đưa thư nhá, chuyển phát nhanh. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi, nhiều lắm. Cái gì đây? Cái gì đây nhỉ? Một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Đấy, khẩu súng đồ chơi rất là xịn sò màu vàng nhá. Đấy, cò bấm rất là đẹp này. Băng chiu. Cho vào đây. Tiếp tục đi, còn rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Kìa, cái gì đây? Cái gì đây?
Wow, một em tàu thủy các bạn ạ. Em này có cả đôi mắt luôn, rất là cute nha. Hello, xin chào các bạn nha. Cái này quay được nha. Cái này để bơi đấy các bạn ạ. Cái bánh này để quay để bơi thuyền đấy. Em thuyền này cute thế nhỉ các bạn nhỉ. Rồi mình cho vào đây nhá. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Đây, xem nào, còn đồ chơi gì nữa không nhá. Ấy chà. Ô, cái gì đây? Cái gì đây? Ấy già, một em xe bán tải các bạn ơi. Có lốp sơ cua, bán tải màu xanh. Ford Raptor. Ây xà, mở cửa luôn. Wow, trong nhiều bùn lắm các bạn ơi. Đây này, đấy, mình sẽ rửa cho em nhá. Trong này, đấy, các bạn thấy sạch hơn không? Rồi, em ấy sạch rồi. Mình sẽ cho em vào đây nhá. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Có rất là nhiều đồ chơi. Wow, đến nữa này. Ôi già. Wow. À, một em máy xúc này. Chắc excavator. Múc nước tắm nè. Ây chà, em ấy tự tắm cho em ấy luôn. Ây chà. Hello. Mình là máy xúc đây. Pen. Ý, cái gì kia? Wow, cái này là cái gì đây? Wow. Một em baby bird. Đấy, baby bird happy. Em này là một em xe trường học đấy. Xe này, xe chở học sinh các bạn ạ. Đấy, cho vào đây đi. Wow, nhiều đồ chơi quá. Ui, cái gì đây? À, wow. Ui. À, một em máy xúc các bạn ơi. Chuck excavator. Wow. Peng. Tìm nhá, xem nào. Đây. Cái gì đây? City Survive. Em này là xe dọn dẹp thành phố này các bạn này. Đấy, chuyên gia đi đổ rác ở thành phố này, cứu hộ này. Em ấy làm rất nhiều nhiệm vụ. Rồi, cho vào đây. Các bạn ơi, mình nhiều đồ chơi quá. Hôm nay mình nhặt được nhiều đồ chơi quá. Đấy, mình đi tìm tiếp nhá. Wow, đây có một em xe rất là to này các bạn này. Ui, em này em gì đây? Ui, một em xe chở rác các bạn ơi. Xe đổ rác này. Đấy, đây có cả cái nắp gì đây? Ui, cái nắp này chắc lắm, không lấy được lên này các bạn này. À đây rồi. À, đây là một cái thùng rác mini các bạn ạ. Để đổ rác vào đây nhá. Đấy, vứt rác vào thùng này. Xong rồi xe đổ rác sẽ chở đi. Đấy, đậy nắp lại. Đấy,